Okay, so today, bab. Nick, you young sat that day for the wrong drone. Bro, no, but I'm Nick, you mean wrong drone. You sat that day, I'm with you, I'm with you. Then I got no ban, I don't know any ban on. Okay, I'm with you. ខ្ញុំមិនសិនដាំម្ដងតែខ្ញុំទៅផលិតរួចឥឡូវគឺខ្ញុំអាចយើងទៅដល់ខ្ញុំមានផលិតផលបីក្នុងដៃហើយគឺមិនសិនដាំមិនសិនបាច់ដាំស្រូវមិនសិនដកស្មៅចេញពីរោងដំឡូងហើយនឹងសិនដាំដំឡូងនេះដល់មកទៀតខ្ញុំបាយត្រូវខ្ញុំចង់ស្រាវជ្រាវខ្ញុំចង់ផលិតមិនសិនដកដំឡូងព្រោះខ្ញុំឃើញកសិករយើងពេលគាត់រកអត្រាអីទៅអញ្ចឹងអូម៉ាដីគាត់មហិតាអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវដកមហិតាអូម៉ាគាត់រើសថ្ងៃនេះមកគាត់ត្
đây cũng xin quay để cho lớn nên cứ việc làm này thuộc lại để cả các con còn ai chưa từ ra phát bán thương cột to hôm mai cột chọn đỏ này cột đỏ này chọn đỏ sai đỏ sai nghe nói cột này cột đỏ bàn thì chụp qua xin đoạn đôi nên cứ nhom khoa khát được khoa khát lôi kêu miên mà chúng tôi nói tại khoa kêu mà chúng tôi tiệp kiểm tra cao lôi bài gì pi rồi là thì là miên bóng ôn na chật lo ấy ông thom ấy của ba đi rồi bóng ôn đã chân này được nhom và sân chợ miên bóng ôn áo tông cứ nhom miên đã luộc kêu khla để nhom tự dùng tụ cầu lực và đặc nhom ở trong cầu lực này là nhom cầu lực này luôn nhóm cứ việc miền ở bên kia từ ra chỉ điểm sân mới mới tiền tệ chứ ha và miền bóng ôn na còn pin vô lên được nhóm rồi thả lên thì miền vẫn còn bay để cạn to một đợt ra cá thì nó cứ nhóm ai giờ chưa chiên một cái lần tới nhóm miền bên kia là bay ra chỉ điểm đã lên cứ tin đọc lâu rồi ní để khi chọn ra chỉ điểm cứ ở miền thảo cá thì chẳng sẽ như miền bóng ôn na ông thống của đó tại và cứ có miền ở bóng ôn là thà chiên để cho chất chân này được nhom nhom ai lựa chọn tê lê à tê lê bị chia một sân bánh nặng sỡ cứ có một tơ để cần nặng để ai cắt chụp cột một sân bánh nặng sỡ nâng khó cứ có cái gì đấy một tơ print để sắp vô được chụp cho mua ạt ạt trạ cứ có SK bạn và học quân trang